uy lực tàu hộ tống tên lửa Pháp muốn bán cho Việt Nam. Công ty đóng tàu Construction Mechanic de Normandie hay còn gọi là CMN của Pháp, vừa giới thiệu mẫu tàu hộ tống tên lửa 95m được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Á-Thái Bình Dương tại triển lãm Quốc phòng hàng hải quốc tế Index. Theo tạp chí quân sự quốc phòng ISS Gen, sự kiện trên diễn ra ở Singapore từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5, CMN đang tìm cách để tiếp thị loại tàu này tới các quốc gia ven biển, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Theo CMN, tàu hộ tống c 90 có tốc độ tối đa đạt 28 hải lý một giờ, tầm hoạt động lên đến 7.000 hải lý, tương đương gần 13.000 km, ở vận tốc 12 hải lý một giờ. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn gồm 65 người nhưng có thể tiếp nhận thêm 20 người. Tàu được trang bị hai động cơ đẩy diesel và hai chân vịt điều hướng. Phần thân tàu được thiết kế để có thể giảm thiểu tối đa khả năng bị radar phát hiện. Bằng tàu sở hữu một bãi đáp có thể tiếp nhận trực thăng 10 tấn. Cescw 90 cũng có thể mang theo hai xuồng cao tốc với cần trục kéo thả chuyên dụng và triển khai máy bay không người lái hoặc thiết bị lặn không người lái. Hỏa lực của Cescw 90 được đánh giá là tương đối mạnh mẽ khi trang bị một pháo chính với cỡ nòng tùy chọn 57mm hoặc 76mm cùng tối đa hai pháo phụ 20mm hoặc 30mm. Tàu có sức chứa 16 ống phóng tên lửa đất đối không trục thẳng đứng và 8 tên lửa đất đối đất. Để thực thi nhiệm vụ săn ngầm, c 90 còn được lắp đặt một thiết bị định vị dưới nước bằng sóng siêu âm gắn ở thân tàu và một thiết bị tương tự kéo dây cùng hai hệ thống phóng ngư lôi ba nòng. Ông Jerry Brissi, giám đốc phụ trách thương mại, hải quân và dân dụng của CMN hôm 21 tháng 5 cho hay, điểm thu hút nhất của Seasquid 90 là khách hàng có thể tích hợp nhiều trang thiết bị khác nhau trên một nền tảng nhỏ gọn chỉ dài 95m. Theo ông Rishi, CMN đang nhắm đến các khách hàng tiềm năng như Malaysia hay Việt Nam vì cả hai quốc gia này đều có nhu cầu sở hữu tàu hộ tống ở ngắn và trung hạn.